Rồi, trạng bon sao viên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 28 tháng 3, em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có chu sung, hoa giấy Mỹ, hải châu, sam núi, tùng mê. Rồi, mà số 1 là một cây hải châu sông cầu nha mấy anh em. Cây này là một cây sông cầu. Cây bờ đớ này. Rất là khủng nha. Rửa nậu lên nhưng mà anh em. Rồi em đo tổng cái quanh gốc là 45, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 50, tàn ngang 40. Cây dòng lá sông cầu nhưng mà anh em, lá tròn rí nhé. Dòng lá tròn rí, dòng này là quả cực kỳ sai và to nhưng mà anh em. Cây này mùa này nó sẽ cho quả rất là sai nè. Rồi, 450 em bao ship cây hải châu mã số 1. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bao khoảng hoàn gửi cho anh em nha. 450 em bao ship. Rồi, qua mã số 2 cũng là một cây hải châu nha. Cây dòng lá rất đẹp nha mấy anh em, lá nhỏ rất đẹp nè, dòng này quả cũng rất là to nha. Cây cốt to nha mấy anh em. Cốt này, củ nguyên một cục luôn nha, bờ đứa đó trải điêu nha mấy anh em. Cốt lùng lật, cốt rất là to. Rồi, em đo cái quanh là 42 nha. Quanh gốc 42. Quanh eo là 30 nha, quanh gốc 42, quanh eo 30, chiều cao tính từ mặt bầu đi lên tới trên đỉnh là 65 nha. Chiều cao là 65. Tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 55 nha. Cây này khá là to nha mấy anh em. Cốt lung lật. Cốt rất to nha. Cây cành là rất là già. Anh em giờ sửa lại nha. Sửa lại theo ý thích của mình nha. Rồi 850 kè em bao ship. 850 em bao ship cây hải châu mẹ số 2. Rồi qua mẹ số 3 là một cây tùng mê nha. Dòng này là rất nhanh là chào hộ vệ nha anh em. Tùng mê cây cốt lung lật nè. Cốt rất to nha. Rồi em đo cái vành là 27, chiều cao 28 nha. Vành góc 27, chiều cao 28. Tàn ngang là 43. Rồi cây tùng mê mã số 3 giao lưu anh em là 300 bao ship nhé. Cây cành là nhẫn hết nhưng mà anh em 300 em bao ship. Cây này anh em nào lấy thì em đặt chậu báo bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 4 là một cây sam núi nhé. Cây này là cây sam trái nhưng mà anh em. Cây này bắt đầu là cho trái nè. Cây bắt đầu cho trái nha. Thằng cò lét nha mấy anh em. Thằng cò lét. Cây này bộ đớ nè. Rồi em đo cái quanh là 23 nha. Quanh gốc 23. Quanh thân trên đây là 12 cm. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 28. Tàn ngang là 33 nha. Tàn đổ từ siêu đi tao trước là 50 nha mấy anh em. Cái này được thay vô trong một cái chậu rất là đẹp nha. Chậu này là 300 nha mấy anh em. Chậu này là mua 300k nha mấy anh em. Rồi 1,2 triệu em bao ship cây sam núi khai thác. 1 triệu cây sam núi nha mấy anh em. 1,2 triệu em bao ship. Cái này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn. 1,2 triệu bao ship cả chậu luôn. Cây sam trái. Cây tây cành à, mịn hết nhé. Cây đã thanh phẩm nhưng mà anh em. Rồi qua mã số 5 là một cây hải châu sông cầu nha. Cây này chuẩn bị cho quả nữa nha mấy anh em. Dè yeah. Cây tây cành dè yeah, hết rồi. Chuẩn bị sẽ cho hồ vẽ nè. Cây mini bảo ban. Cây này nó có cái lụa rừng rất là chắc.
cái lúa này đỡ đánh lúa này trâu rất là hay này nha. Cây mì này vào ban này, cây cốt củ nha. Rồi em đo cái vành là 21, chiều cao là 17 cm, vành gốc đây là 29 nhé, vành gốc 29, chiều cao là 17 cm, tàn ngang 26. Cây hạ châu mẹ xô nem, cái này em giao lưu cho anh em là nem trem bao ship nhé, nem trem ke bao ship. Cái này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn nha, nem trem ke em bao ship, củ rất là to nha. Rồi qua mẹ số 6 là một cây hồi giấy Mỹ nhé mà anh em, cây giang bay này thì cành rất là già. Đó, cây cành rất già nha, bỡ đớ này, thân cò lách lượng nha mấy anh em, bỡ đớ của nó này, rất là khủng nha. Cái hồi giấy Mỹ nha mấy anh em. Rồi em đọc cái vành 48, vành gốc 48, chiều cao là 43, tàn ngang là 32. Tàn bay nó từ sau đây là bay tăng trước là 40 nha, thân cò lách. Rồi cây hồi giấy Mỹ mẹ số 6 giao lưu anh em là 450 bao ship nhé, 450k em bao ship. Rồi qua mẹ số 7 là một củ chiêu xuân nha, củ này đẹp sệt luôn nha mấy anh em, một cục luôn, không có bỡ bọng gì hết nhé, củ này không bỡ bọng nha mấy anh em, củ rất là to, cây đẻ xong khỏe quá. Cây cốc bay này, rồi em đo cái vành cũ là 67, chiều cao là 37, vành gốc 67, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 37, tàn bay từ sau đây nha, là bay tăng trước là 72. Rồi cục chiêu xuân mẹ số 7 giao lưu anh em là 600 bao ship nha, 600k bao ship. Cây cốc bay nha mấy anh em, thằng cò lách này, 600k bao ship. Cây này anh em nào lái thì em cũng đẹp chậu báo bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc, anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.